Chào các bác, xin chào anh em. Các bác đang được theo dõi ở đây, cửa hàng đang test một chiếc loa Bluetooth không dây đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật, đó là Sansui. Em anh hay nói rằng trời đất Sansui các bác nhá. Nó có cắm điện ở đằng kia, cắm điện 220, ok. Bởi vì nó giống như là cục nguồn của máy tính, của tivi bây giờ đó. Cái chỗ này là để điện thoại này, đó, Bluetooth Sansui. Hàng tồn kho chưa qua sử dụng anh em nhé. Hàng chưa qua sử dụng còn cả hộp luôn. Rồi, tên thiết bị đây. Anh em có thể nhìn thấy. Báo giá luôn cho anh em. Giá chỉ 2 triệu 400 nghìn đồng thôi. Mang giá trị sưu tầm và giá trị chơi rất tốt. Loa này thì nó thích hợp cho các bác nghe nhẹ nhàng. Nghe nhạc nhẹ nhàng nhá. Nhạc lời, nhạc acoustic, nhạc trữ tình. Đó, các thể loại nhạc đó. Và nó là hàng tồn kho, hàng chưa qua sử dụng, nên là nếu nói về độ mới nó gần như là kiểu mới sản xuất, mới tinh ấy. Đó. Bề ngang là 30, chiều cao 20, chiều sâu là tầm khoảng 10 mấy đấy. Đây có nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng. Tiếp theo ở đây là cắm điện, và ngoài ra còn có một lỗ line 3.5 để anh em cắm tín hiệu từ điện thoại, máy tính hoặc tivi. Nhưng mà chắc anh em cũng chả dùng đến đâu, bởi vì cái loa này bản thân nó là loa Bluetooth nghe nhạc không dây rồi, thì mình còn sử dụng cái dây làm gì nữa. Đó. Bluetooth ASBT2 của hãng Sansui, hãng âm thanh nổi tiếng của Nhật. Nghe nhạc lời, nhạc trữ tình, nhạc acoustic, nó là cực hợp luôn. Mang giá trị sưu tầm tốt. 2 triệu 400 nghìn đồng. Em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Tiếng ngọt ngào trong vắt. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tố bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta okay, nay đã rời. 2 triệu 400 nghìn đồng giá tại cửa hàng các bác nhá.